Hello tất cả các bạn nha. Nãy giờ mình đang tiến hành đi tìm thêm những cái hội quán đó các bạn ơi. Ồ, ở đây có một con Popplio nó đã xuất hiện rồi nè. À, quá xinh luôn. Mình sẽ tiến hành đi qua bên kia và thu phục nó luôn nha các bạn. Đây, Popplio. Cuối cùng nó cũng đã chịu xuất hiện rồi. Đó, đây là một trong những con Pokemon khởi đầu đó các bạn ơi. À, và cực kỳ hiếm luôn. Đây, nó đây. Wow, nhìn rất là giống một con hải cẩu ta. Hải cẩu hay là hải ly gì đó. Ok, mình sẽ tiến hành spawn whip mấy cái thôi. Đó, còn 100 máu thôi. Chúng ta sẽ tiến hành bắt nó luôn. Mình nghĩ sẽ bắt luôn bằng Liverborn nha các bạn. Con này mới cấp 16 thôi. Đó, xài Liverborn cho nó chắc ăn. Liverborn. Và yes, chúng ta đã bắt được con Pokemon đầu tiên trong tập ngày hôm nay luôn rồi. Đó, và đây là một con mới đó các bạn ơi. Đây, mình đang tiến hành đi đi tìm cái hội quán thêm nè. Đó, và ở đây chúng ta có được một cái hội quán hệ cỏ Red Gym. Đó, mình sẽ tiến hành lưu luôn nha các bạn. Red Gym 2 à, tại vì mình có đánh một cái Red Gym thứ nhất rồi. Bộ cái heo một phát coi. Để mình coi thử cái huy hiệu của nó là gì. Ồ, huy hiệu cầu vồng anh em ơi. Và hình như mình chưa có cái huy hiệu này rồi. Quá xịn luôn. Đó, quá đã luôn. Chắc một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại cái hội quán này và tiến hành đi lấy cái huy hiệu này nha các bạn. À, bên đây nó còn một con Blastoise nữa anh em ơi. Nãy giờ mình teleport rất là nhiều cái hội quán luôn nè. Đây, Blastoise. Tiến hành thu phục nó luôn nha các bạn. Mình sẽ dùng con Scissor để mà Force Whip nó. Quá xịn. Còn một máu thôi. À, chúng ta sẽ cho cái quả Whipball ra đầu tiên nha. Whipball là cái quả được khuyến khích dùng đầu tiên nha các bạn. Đây, Whipball. Ủa, không thành công rồi. Trời tối này chắc mình sẽ dùng quả Dust Ball đi. Hy vọng nó sẽ thành công nha các bạn. Dust Ball. Và lần này yes, Blastoise đã được thu phục anh em ơi. Trời ơi, con này nó cực khó xuất hiện luôn. Mình đã tìm rất là nhiều lần luôn rồi. Đó, các bạn có thể coi. Nãy giờ mình tê là bật một đống luôn kìa. Quá chừng quá đất luôn. Đó, các bạn có thể thấy không? Chúng ta đã tìm ra một đống hội quán luôn. Rất là nhiều cái hội quán nó trùng nhau. Và bên đây là mình đã tìm ra một cái hội quán hệ nước nha các bạn. Đây, đây chính là Water Gym. Quá xịn luôn. Trời ơi, nó được bao vây bởi nước luôn nha các bạn. Water Gym 1. Quá đã luôn. Nãy giờ quên mất. Hai, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh em chim băng nha các bạn. Đó, mình đã đủ viên ngọc của con chim băng rồi. Tập hôm nay chúng ta sẽ đi hồi sinh nó luôn nha. Ai, chim băng. Đâu rồi? Orb of Frozen sao nè. Linh hồn băng giá anh em à. Viên ngọc của linh hồn băng giá. Quá xịn luôn. Chúng ta sẽ tiến hành nhảy lên đây và coi thử cái đền này trước nha các bạn. Đó, đây là cái đền của con chim băng nha. Rất là nhiều cái park ice xung quanh đây luôn. Có một con chồn ở trên kia nữa kìa. Và đây chính là cái biểu tượng để chúng ta bỏ cái viên ngọc vào và triệu hồi chim băng nha các bạn. Quá đã chưa. Quá đã luôn. Ôi, và đây là Articuno nha anh em. Wow, con này có vẻ khá là bự đây. Những cái season trước thì mình toàn được những cái con chim băng nhỏ rồi. Season này thì may mắn được cái con chim băng khá là bự rồi nè. Mình sẽ thu phục.
Câu bộ khá là khó khăn đây, mình sẽ đổi qua con Vitini nha. Vitini của mình nó đã đạt cấp 99 rồi. Còn một xíu nữa thôi là nó sẽ lên cấp 100 đó anh em ạ. À, quá xịn luôn. Tiếp tục là Tamerborn. Này, có lên nào. Tamerborn. Vẫn chưa thành công luôn. Đúng là nó trâu thật sự luôn. Bắt quá chừng bon nó còn không chịu vô nữa. Thêm một quả nữa coi anh em à. Cố lên nào. Yes, cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được em chim băng rồi và đạt được thành tựu là Frozen Chicken Dinner rồi nè. Quá đã luôn. Ok, để mình lấy em nó ra coi nha các bạn. Đây, em chim băng. Và mình sẽ sẵn lấy luôn hai con. Đó chính là con Blastoise, rùa pháo nước, và cái con Popplio. Cái con hải cẩu hồi nãy nha anh em. Con này mình thấy giống rái cá hơn anh em à. Nói chung cũng không biết nó là con gì, tại vì cái gen 6 á mình cũng không có quen thuộc cho lắm. Rồi, đầu tiên để mình cho con Articuno ra nào. Chim băng cực bự luôn anh em ơi. Kích thước nó là huge và nó không cộng không trừ luôn. Có được hai skill gây sát thương nè. Nói chung như vậy là rất là ngon luôn anh em à. Để mình hồi máu cho nó cái đã. Quên mất. Rồi, đây. Đây chính là em Blastoise, em rùa pháo nước. Trời, em này ẩn nấp bao nhiêu năm nay bây giờ mới chịu xuất hiện đó anh em à. Biết bao nhiêu tập của tôi rồi. Và cuối cùng là con Popplio. Con này thì chắc trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hóa nó luôn nha anh em. Tiến hóa nó lên cấp 3 luôn. Theo mình nhớ nó là Primaria thì phải. Đây. Sẵn tiện thì mình sẽ cho cái con Ashes này lên 3 cấp luôn nha anh em. Mình còn 3 viên kẹo cuối cùng à. Học được skill Perishon nè. Skill này là bài ca tử thần anh em ạ. Sau 3 lượt thì nó sẽ gây sát thương rất là cao luôn nha. Nó cũng tự gây sát thương lại với chính bản thân nó luôn đó. Chắc mình sẽ không học đâu. Mình sẽ đợi cho cái con Ashes lên cấp 100 đã. Để cho nó có skill phán xét anh em ạ. Tiếp theo để mình mega cái con Blastoise này cho anh em coi luôn nha. Đây, Blastoise mega. Chờ đợi biết bao lâu rồi. Bây giờ mới được chứng kiến đó anh em ạ. Blastoise. Kinh chưa. Quá xịn luôn. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Blastoise mega đó các bạn ạ. Nó có 3 khẩu pháo luôn nha. Sẵn trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi đánh hai cái hội quán hệ lửa nha anh em. Đầu tiên sẽ là dạng thứ nhất của hội quán hệ lửa nha. Và bên đây nó đã có một cái Static Shrine nè. Đền thờ của chim điện anh em ạ. Đít lịch hả? Đít lịch nè, con này nó cản đường mình anh em ơi. Rồi, nói chung là trước tiên mình sẽ tiến hành lấy con Ashes để mà tham quan cái Static Shrine trước cái đã. Cái đền thờ mà tôi trông chờ rất là lâu luôn đó. Đây, đền thờ của con chim điện đó các bạn ạ. Trong khi cố gắng đi tìm những cái hội quán đấy thì mình đã phát hiện thêm một cái đền thờ nữa. May mắn là cái đền thờ của con chim điện. Đó, và nó đây nè. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Và trên đây nó có mấy cái khúc gỗ nữa nè. Chim điện thì liên quan gì tới khúc gỗ nha. Ok, để mình quay trở lại cái hội quán hệ lửa đầu tiên cái đã. Đây, đây chính là cái hội quán hệ lửa đầu tiên nha các bạn. Chúng ta sẽ khám phá kiến trúc của nó trước nha. Đây, hội quán hệ lửa. Và đây mình cũng cầm luôn cái viên ngọc của con chim điện ra luôn nha. Chúng ta sẽ cần 375 con Pokemon để mà làm đầy cái viên ngọc này nha các bạn. Phải cần đánh bại đó. Đây, chúng ta sẽ bay một vòng trước coi. Nó có một cái kim tự tháp ở đây luôn nè. Đền thờ này thì nó dạng tháp anh em à. Nhìn rất là đẹp luôn hen. Quá xịn, quá xịn. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành bước vào coi. Đây nó có một cái huy hiệu nè. Đây là huy hiệu chúng ta sẽ đạt được khi mà đánh bại chủ hội quán này đó các bạn à. Mấy cái nhà thách đấu đâu mất tiêu rồi. Sao kỳ vậy? Ôi, đi tới gần lại có anh em ạ. Ôi, có vẻ như là có một ông bóng tàng hình ở đây nè. Macago nè, chết queo luôn. Và đã có một con gì đó tiến hóa đó các bạn ơi. Đó chính là con Popplio của mình nè. Quá xịn luôn. Popplio. Còn gì bằng nữa. Đấy, Popplio. Ui, và nó lên con gì nữa. Đây là Bryony nha anh em. Con này thì cực đẹp luôn nè. Rồi, tự nhiên có cái ông tàng hình đứng đây nè. Trời ơi, làm tôi hú hồn à. Chúng ta sẽ đến với cái nhà thách đấu tiếp theo nha các bạn.
Bubble đi. Ồ, cái con Houndoom này cũng khá là trâu ha. Ai da, nó cũng cấu máu lại của mình nữa kìa. Ghê quá vậy. Hydro Vortex mày nè con. Chết queo luôn. Ui, và nó không cho con mana phi của mình chết queo luôn anh em à. Kinh vậy. Mình sẽ đổi vào con Z-Gate đi. Xài kêu Earthquake đi. Động đất. À, chết queo con kia luôn rồi. À, Rabidash hả? Mày nè con, chết luôn. Mình đã học được skill mới nè. Thay liền. À, quá xịn quá xịn. Ok, cùng lên trên tiếp thôi các bạn ơi. Hình như mỗi tầng là một ông hay sao á. Rồi, cho cái con Z-Gate lên nào. Oh, cast firm hả? Cast firm hệ thường anh em ạ. Mình sẽ dùng skill Outreach hệ rồng đi. Cast firm hệ thường hả? Mày nè con. Outreach nè con. Chết queo con cast firm luôn. À, Blastikin. Chết queo Blastikin luôn. Cái skill Outreach đó các bạn à, nó sẽ tự động sử dụng trong 2 lần nha các bạn. Wow, trên đây còn một ông nữa nè. Chơi luôn. Oh, Chandelure hả? Chandelure nè, mình sẽ dùng mấy cái skill hệ đất á. Nó sẽ rất là nhanh luôn. Học được skill xin nè, quá xịn luôn. Ok, tiếp tục. Oh, và đây chính là chủ hội quán rồi. Ủa, cái gì vậy? Có lửa ở đâu anh em ạ? À? À, lửa ở đây nè. Oh, khi chúng ta dẫm lên cái tấm này thì nó sẽ có lửa ở trên nhả xuống nha anh em. Oh, quá xịn luôn. Và đây chính là chủ hội quán hệ lửa. Thách đấu không luôn nha anh em. Đây. Blaziken hả? Chơi luôn. Blaziken nè. Mình sẽ sử dụng skill Hydro Vortex nha anh em. Đây là tuyệt kỹ Z. Chết queo con Blaziken rồi. À, Rabidash hả? Ui, nó đánh cái con Manaphy của mình ngẫm của tỏi luôn rồi kìa. Kinh vậy. Nó đánh con Z-Gate chết luôn. Trời ơi, ghê vậy. Để mình cho con đeo xích ra trận nào. Mày nè con, một khúc máu luôn. À thì hồi nãy mình có Pokéheo một lần anh em à. Tại vì đánh không lại, mình phải Pokéheo để mà đánh tiếp đó anh em à. Và con Briny của mình nó cũng đã tiến hóa luôn rồi kìa. Ngon. Nữa, con đeo xích của mình nó đã tử vong luôn rồi. Kem rúp hả? Đổi qua con Chandelure này. À, mày quá, mình vừa đóng băng đó anh em à. Mày xác định rồi con. Một khúc máu luôn. Mày bị đóng băng là xác định rồi. À, Charizard hả? Ây da, không ổn rồi. Mega Charizard anh em à. Mấy con này xịn quá vậy. Wow. Ui, con này nó đánh mình rét quá anh em à. Chắc mình phải chuyển qua cái con Raikou mới được. Mega Charizard đúng không? Tôi sẽ giật điện cho chết luôn. Thunder nha anh em. Mày nè con, chết queo luôn. À, Chandelure bị đóng băng nè. Chết queo con Chandelure luôn. Kem rúp nè. Kem rúp mạnh quá vậy. Để mình sử dụng skill Hydro Pump đi. Chết luôn. Và cuối cùng chúng ta cũng đã chiến thắng được ông chủ hội quán Kaien rồi anh em ạ. Đây là Volcano Bash nha. Và Incinerate. Cùng lúc đó thì con Ryony của mình nó cũng đang tiến hóa luôn rồi. Và đây là... và đây sẽ là cái dạng cuối cùng của nó nha anh em. Briny. Và nó sẽ lên con Raimarina. Đúng rồi, Raimarina. Nói chung mình cũng nhớ. Nhớ cũng xem rồi đó. Và đây, đây là con đực anh em ạ. Con tiên cá đực nữa chứ. Rồi, mình sẽ thêm cái Volcano Bed vào nha. Thêm một cái huy hiệu nữa rồi. Đây, tổng cộng là 11 cái huy hiệu nha anh em. Ok, quá xịn luôn. Còn gì bằng nữa. Pokéheo một phát coi. Raimarina. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành thu xếp đồ đạc và chọn ra cái đội hình thích hợp để mà đi qua đánh cái hội quán kế tiếp nha anh em. Sẵn mình sẽ xóa tên hai con này khỏi game sát luôn. Hội quán tiếp theo mình sẽ thách đấu đó chính là hội quán hệ lửa 2.0 nha anh em. Và ở đây có một cái con linh vật, đó chính là con Volcarona nha. Ở đây các bạn có thể thấy nè, lava nó chạy xuống rất là đã luôn. Nó cũng có kết cấu tương tự với hội quán hệ nước và hội quán hệ điện nha anh em. Những cái hội quán mà nó có những con linh vật đó.
quá xịn luôn. Ngoài ra cũng có hồi quán hệ băng nữa. Rồi, đi một vòng cho các bạn coi cái kết cấu nó là như vậy thôi. Ở đây thì Volcanora làm linh vật và cái cổng hồi quán này nó cũng là một nửa cái quả cầu Ultra Ball nha anh em. Ở trong đây chúng ta có thể thấy được hai con Raihin nó canh cửa anh em ạ. Rồi, thách đấu luôn nha các bạn. Volcarona, đây, đây chính là linh vật của hội quán nè. Chơi mày luôn nha con. Rabidas nè. Trời, nó còn chấm máu kìa anh em. Khó chịu gì. Mày nè, cái skill này thì nó thi chuyển hơi lâu anh em ạ. Cái skill đào này nè. Mày chết queo luôn. Ông đầu tiên đã bị đánh bại rồi. Tiếp theo là cái ông thứ hai nha. Delphos hả? Delphos nè. Mày nè con, chết queo luôn. Ôi gì vậy? Cái con Ziget của mình nó bị rớt xuống lửa anh em ạ. Magma Mota nè. Đổi qua Channel luôn hả? Chết luôn. Quá xịn anh em ơi. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi đánh gồng tiếp theo nha. Đây, tiếp theo sẽ là ông này nha anh em. Chơi luôn. Chandelou nữa nè. Mày nè. Wow, con Arcanine nè. Ui, con này thì siêu mạnh luôn anh em ơi. Và nhìn nó rất là đẹp. hai con là Arcanine luôn. Một con bự, một con nhỏ. Arcanine nè. Mày nè, chết luôn. Ok, mình sẽ tiến hành đi xuống dưới nữa nha các bạn. Dưới đây thì nó còn hai ông nữa đó. Đây, Charizard anh em ạ. Để mình coi thử có Mega hay không cái đã. Mình sẽ dùng skill Tectonic Ray này nha các bạn. Và như đó chính là Mega Charizard X anh em ạ. Con này thì nó nghiêng về hệ rồng và hệ lửa nên chúng ta cũng đỡ phải sợ hơn rồi. Nếu mà hệ bay thì cái con của mình sẽ khó đánh hơn đó. Có một con à. Kem Rup hả? Kem Rup này thì dễ sơi hơn rồi. Kem Rup nè, chết luôn. Volcarona. Mày nè con, chết queo luôn. Nó bút cái gì mà bút kinh vậy. Các bạn có thể thấy không? Nó tăng được 4 cái hiệu ứng một lần nữa. Nó chờ cái con Ziget của mình nó ngậm củ tỏi đúng rồi. Kinh thật sự. Manaphy. Bubble. Ây da, mém tí là mình hiểu đó anh em à. Công nhận nó mạnh thật sự nha. Nó có skill boost gì đó. Nó boost một lần 4 cái hiệu ứng luôn. Kinh quá à. Để mình coi chỗ này đi qua sao đây ta. Có vẻ như là bấm cái này và gạt cái cần. Ra là vậy. Chúng ta sẽ thử lại một lần nữa anh em à. Hội quán này nó đòi hỏi chúng ta phải parkour qua nè. Ây da. Chúng cái người parkour dở như mình nữa thì thôi. Chết tôi luôn rồi. Đây phải nhảy qua như vậy mới đúng. Rồi nhảy qua bên đây. Sẵn thách đấu với ông này luôn nha các bạn. Thách đấu luôn. Lại là con Chandelou nè. Gặp mấy con này hoài luôn á. Chandelou. Rabidas nữa nè. Rồi xong rồi. Chắc tôi hẹo quá. May quá còn một máu ở đây mà. Mày nè. Trời ơi chết con của mình luôn rồi. Mình sẽ dùng con Suicune đi. Để mà chơi cho dễ. Hai Robum nó đi. Ây da chết rồi. Mình không sử dụng được. Con kia nó lại hồi full cây máu nữa chứ. Trời ơi. Hai Robum nè. Chết luôn. Volcarona nữa nè. Nó còn chấm máu anh em ạ. Nó đánh con Suicune của mình chết queo luôn rồi. Cho Raikou ra. Giật điện mày nè con. Chandelou nữa hả. Ây da nó cấu máu mình đâu vậy. Mình sẽ grin nó nha các bạn. Cắn mày nè con. Trời ơi. Ngậm củ tỏi con. Ngậm củ tỏi con Raikou của mình luôn rồi. Mày nè con Chandelou nè. Chết queo. Trời ơi. Đúng là khó khăn anh em à. Hả? Qua đây làm cái gì nữa vậy. Bắt tôi phải bắt cua nữa hả. Ây ai ai. Mém tí là rớt xuống lava rồi. Hên quá. Còn chỗ này đi qua sao đây ta. Có cái nút bấm chỗ này nè. Trời ơi, phải bắt cua anh em ạ. Siêu khó luôn. Bắt cua. Trời xong, may quá. May mình đang chơi ở chế độ bình yên á. Nếu mà chơi chế độ normal là bị ngẫm cửa tỏi nấy giờ luôn rồi. Hội quán mà muốn đi qua nó cũng khó như thế này thì ai mà chơi. Để mình bô cái heo cái đã các bạn à. Tất cả cái combo mon của mình nó đã bị đánh bại rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đánh lại nha. Arcanine nè. Chết luôn. Tokot hả?
Soul Code nè. May quá. Mình sẽ dùng skill Adwest tiếp luôn nha các bạn. Mày nè con. Oh, Nightail. Lâu lắm rồi mới gặp lại con này. Chết luôn. Tiếp tục là Arcanine nè. Arcanine còn chấm máu anh em à. À, nó cấu mình cũng được một xíu đấy. Nói chung là cũng khá xịn đây. À, Cam Rup hả? Cam Rup nè. Trời, nó còn chấm máu luôn. Ồ, nó cho mình bị dính độc nữa cơ. Cam Rup nè. Chết queo luôn. Trời ơi. Bay qua cũng không nổi nữa. Khổ tôi thiệt chứ. Bay qua lại nè anh em à. Rồi chúng ta sẽ nhảy lên đây và nhảy lên cái bục ở đây. Và đây chính là chủ hội quán hệ lửa thứ hai trong tập ngày hôm nay nha. Đó. Lại gặp cái con Arcanine nữa rồi. Và như chúng ta bị rớt xuống lava nữa anh em à. Mấy con này nó đẩy mình xuống nè. Cái con Ziggurat nó đẩy mình xuống anh em ơi. Trời ơi. Charizard hả? Chắc mình sẽ sử dụng skill. Trời ơi, chưa nói xong nữa. Nó cho mình chết queo luôn rồi. Thunder nó một phát nha anh em. Ây da. Cái ông này ông khôn quá vậy. Ông đổi qua con Cam Rup luôn này nè. Trời ơi, chết tôi luôn. Đổi qua Cam Rup sao chơi lại. Thunder nó đâu có tác dụng với những cái Pokemon hệ đất đâu anh em. Water Bull một phát đi. Mày nè con, Cam Rup hả mày. Delphos nè. Trời ơi, nó cho cái con Manaphy của mình ngẫm luôn rồi. Glow Compact đó. Ây da, đổi qua Charizard luôn. Chơi vậy thì ai chơi nữa. Đây, lần này thì mình sẽ Thunder nó nha các bạn. Hy vọng là được. Thunder nó. Thunder. Trời ơi, chưa sử dụng được nữa. Giống như mình sắp bị hẹo quá vậy. Mấy con này nó mạnh quá anh em à. Moonblast phát nữa đi. Mày là con chết queo. Delphos nè, chết queo luôn. Infernape hả? Infernape, ui nó mạnh quá vậy. Để mình sẽ sử dụng chiêu Super Power của con Delphos nha các bạn. À, chết queo luôn rồi kìa. Cyberbot. Ai chết. Mình quên cái con Houndoom này nó có mang hệ bóng tối nữa anh em à. Nên những skill hệ tâm linh nó sẽ vô tác dụng nha. Rồi, kèo này chắc tôi bị hẹo quá. Một skill nữa. Trời ơi, không được rồi. Ui, Kangaskhan nó đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Ok, quá xịn luôn. Để mình teleport ra ngoài coi. Kangaskhan. Còn gì băng nữa. Trời ơi, nói chung đánh hội quán thất bại nó cũng có cái lời của nó chứ. Cuối cùng cũng đã may mắn gặp được con Kangaskhan này rồi các bạn ạ. Đây, nó đây nè. Kangaskhan, đâu rồi? Cái con Ekan này. Cản đường của tôi hả? Đây chính là con Kangaskhan đây các bạn. Wow, con Kangaroo. Cuối cùng cũng gặp được nó. Trời ơi, quá xịn sò luôn. Bắt mày luôn bằng Whipball nha con. Whipman. Không thành công cơ. Wow, nhìn vậy mà trâu quá ta. Chắc mình sẽ sử dụng luôn quả Tamerborn đi ha. Đó, Tamerborn. Cố lên nào. Và yes, chúng ta lại thêm một con Pokemon nữa rồi. Hai con Ekan này. Mày cản đường tao hả? Mày nè con, một skill chết queo luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô thách đấu lại anh em à. Đó, thách đấu chỗ hội quán hệ lửa 2.0 một lần nữa. Và cái con Ziggurat nó lại đẩy mình xuống dưới nữa rồi kìa. Trời ơi, chơi vậy thì ai chơi nữa. Charizard hả? Giật điện con Charizard luôn anh em à. Ui, lại đỡ qua con Cam Rup. Ông này cứ như vậy thôi à. Thiệt là ức chế mà. Để mình sẽ dùng con Ziggurat nha anh em. Trời, nó cấu máu của mình nè kìa. Mày nè con, chết một con rồi. Mày nè con, Charizard hả mày. Rồi, lần này thì mình sẽ tiến hành cấu máu nó luôn. Chết luôn. À, Infernape hả? Infernape nè. Chết rồi. Nó đánh con ra cứu mình chết queo luôn rồi. Để mình sẽ sử dụng skill Super Power để mà đánh nó nha các bạn. Chết luôn. Houndoom hả? Houndoom nè, một skill Super Power còn chấm máu. Mà vì nó hệ bóng tối nên nó đánh mình rất là đau anh em à.
Xử đẹp con này luôn. À, đeo phốt hả? Đeo phốt nè. Đấy. Đeo phốt nè, chết queo luôn. Và cuối cùng chúng ta cũng đã có được huy hiệu của cái hội quán hệ lửa 2.0 rồi các bạn ơi. Quá đã luôn. Để mình tê lại bọt ra ngoài coi. Đó, thêm một cái huy hiệu nữa rồi. Quá xịn, quá xịn. Ok, còn gì bằng nữa. Nhảy vô nước mới được. Bị cháy nãy giờ, thiệt là khổ mà. Đây, đây chính là cái huy hiệu của cái hội quán hệ lửa 2.0 nha các bạn. Đây, đây chính là Hit Bet. Nó huy hiệu nóng. Ồ, chúng ta có thể bấm vào những cái huy hiệu này anh em ạ. Để mà di chuyển cái vị trí của nó nè. Rồi, và mình đã có được cái huy hiệu thứ 12 trong tập ngày hôm nay luôn rồi. Đó, quá đã rồi. Trước khi kết thúc video thì mình sẽ tiến hành mega cái con Kangaskhan này lên nha các bạn. Đây, đây chính là Kangaskhan. Nhìn nó có vẻ hơi nhỏ anh em ạ. Con này thì như kích thước là run đó anh em ạ. Trời ơi, nó mega lên nó cũng nhỏ xíu luôn. Và cái con Kangaskhan con đó nó cũng đã chui ra ngoài luôn rồi các bạn ơi. Nó không còn ở trong túi nữa. Quá xịn luôn. Ok. Đó, tập ngày hôm nay thế là đủ rồi. Để mình cất nó vào trong PC chứ đã. Đó. Ở đây thì cái viên ốp chúng ta sẽ còn đánh bài rất là nhiều Pokemon để mà lắp đầy đó anh em ạ. Nói chung thì trong tập ngày hôm nay mình cũng khá là may mắn khi mà đã có được thêm 6 con Pokemon nữa. Số Pokemon của mình đã tăng lên là 736 rồi. Và hai cái hội quán hệ lửa cuối cùng cũng đã bị đánh bại rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Và nhớ like fanpage Fury Gaming để cập nhật thêm nhiều thông tin hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.